mẹo bắt được nhiều chuột hoàn thành nhiệm vụ này mọi người, bằng cách là các bạn thay đổi thị trấn nha. Nếu mà các bạn đang ở bên nước ngoài thì có nhiều thị trấn hơn, còn mình đang ở Phố Việt cho nên là có hai cái thôi. Và chuột ngày đêm gì cũng có nha mọi người. Nếu bạn đang bắt ở thị trấn này hết chuột thì các bạn hãy qua bên thị trấn khác nha. Thank you.